Hello teacher. Hello teacher.
Okay, it's time to study. Hi, guys. Okay, turn your camera on, guys. How is this going today? How is this going, guys? How is it going? How are you? I'm happy. Good. Bye. Okay, turn unmute your mic and answer my question. Okay. Các bạn, sao hôm nay yên tĩnh thế? Nào trả lời đi. How are you today? How is this going? Hai câu đấy nó giống nhau hết à? How is this going? Cũng là các bạn có khỏe không này? Đúng không? Yes. Yes. Gia Huy, how is this going? I'm fine. I'm fine. Ôi thôi chết rồi, sao cô không nghe các bạn nói, cô chỉ... Phương Mai, how is this going? I'm happy. Con đặt video rồi cô. Ôi sao cô không nghe được các bạn nói rồi? Thế sao nhỉ? I'm happy. Hello. Rồi cô nghe rồi, ôi giời. Ok, như này. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn xem lại cái bài cũ nha. Xem lại cái bài cũ của cô hôm trước chúng ta học những cái gì này. Và có bạn nào chưa nộp bài tập về nhà cho cô chưa? Cô nộp. Có bài nào, bạn nào chưa nộp bài tập về nhà cho cô không? Rồi, cô các bạn xem lại cái bài tập về nhà nha. Bài tập ở trước con nộp, con đăng cho cô rồi. Cô. Ừ, ok, cô thấy rồi. Cái này con chưa đăng. Ơi. Các bạn xem lại cái bài cũ đi. Xem lại này, như thế nào này nha. Các bạn có nhớ là hôm trước mình học 3 mẫu câu. Here, share my crayons. Đây, cậu dùng cái bút màu của tớ đi, dùng chung bút màu với tớ đi, đúng không? Dùng chung nhá. Đó. Thank you. You're welcome. Không có gì đúng không? Rồi. Xong đấy các bạn nhìn xuống đây cho cô, có nhớ là hôm trước chúng ta đã học những cái gì đây? Share my pens, share my crayons, share my gì đây? À, share my pencil đúng không? Share my pen này, share my crayons này và share my table đúng không? Đó, thì bây giờ các bạn xem cho cô nhá. Xem cho cô ba cái mẫu câu này. Xong đấy lát nữa mỗi bạn sẽ nói cho cô hai câu, ví dụ nhé. Here, share my crayons. Here, share my pen. Và đối đáp, thank you và you're welcome. Ok, các bạn cứ xem, các bạn nhớ cái bài cũ cho cô đã. Rồi lát nữa cô sẽ làm ví dụ cho các bạn nhé.
Này, không được làm việc riêng đâu đấy nha. Lát nữa cô gọi mà không biết trả lời là không được đâu. Rồi như này này, thì cái cách kiểm tra bài cũ là như này các bạn nhé. Ok, như này bây giờ cô sẽ mời hai bạn đối đáp với nhau về cái bức tranh này. Ok, ví dụ nhé, cô ví dụ này. Ví dụ như bạn là Diệu Hương và Đình Bách, ok. Diệu Hương nói là gì? Này, đây các bạn nhìn vào bức tranh. Look at the picture, ok. Diệu Hương will say, here, share my pencil. Ok, so Đình Bách will answer that. Thank you. And Diệu Hương say, you're welcome. Okay. And Đình Bách say, here, share my crayons. Diệu Hương say, thank you. And Đình Bách say, you're welcome. Okay, đấy kiểu đấy. Mỗi bạn sẽ hai lần cho cô nhá. Được chưa? Mỗi bạn hai lần. Chúng ta nhớ cái lần trước mà chúng ta nghe là những cái đồ vật này là gì không? Pencil, bút chì đúng không? Crayons là bút máu. Pen, bút. Table, cái bàn, đúng không? Nhớ chưa? Các bạn nhớ những cái đấy chưa? Ok. Rồi, mỗi bạn hai lần nhá. Bạn nào cô gọi trước thì sẽ nói trước, ok? Nào, Gia Huy and Diệu Hương. Gia Huy, you're gonna be the first. Anh để như thế? Nào Gia Huy, where are you? Ô, Gia Huy đâu rồi? Đây. Được đây. Thế vậy. Mà. Ở đây là cô vừa bắt đầu lại đi. Thank you. You're welcome. Yes, my. Do cái mic của cái mic của Gia Huy nói lớn lên Gia Huy ơi. À, rồi bây giờ cô nghe rồi, nói đi. Nãy giờ con nói mà. Ừ, nãy giờ cô nghe con nói rồi nhưng lần hai cô chưa nghe. Rồi nói đi. Em share my crayon. Thank you. You're welcome. Okay, now Diệu Hương's turn. Bây giờ đến Diệu Hương rồi. Here. See my crayons. Diệu Hương là share my pen chứ. Share my pen và table này. Here, share my pen. Thank you. You're welcome. Here, see my table. Thank you. You're welcome. Okay, rồi. The next one I will call Đình Bách and Phương Mai. Đình Bách, you're gonna be the first.
Here, same my crayon. Thank you. Thank you. You're welcome. Here, same my pen. Phương Mai đâu? Bạn vừa nói here, share my pen. Thank you. You're welcome. Okay, now Phương Mai turn. Here, share my table. Thank you. You're welcome. Here. Share my pencil. Now, share my table chứ. Cái bàn là table mà. Thank you. Table nào Phương Mai lại đi. Here, share my table. Con table rồi mà cô. Con ở table. Ừ, nhưng mà cô nghe con nói là pencil ấy. Ok, rồi. Đứng back đi con. Thank you. Ok. Rồi, now, and now it's Như Quỳnh and Minh Phương's turn. Như Quỳnh the first. Here, and my... Con muốn nói cái gì nào? Here, and my... Share my gì? Con muốn nói cái gì nào? Con đừng để bạn chờ chứ. Nào, vậy thì Minh Phương đầu tiên đi. Minh Phương trước đi. Share my crayon. 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 Minh Phương đọc lại cho cô nha. Here, share my crayons. Here, share my crayon. Thank you. You're welcome. Ok, rồi tiếp nào. Minh Phương, lần 2. Tiếp tục đi nào Minh Phương ơi. Here, my. Crying. No. Ôi, chết rồi, hai bạn không hiểu bài cô rồi. Như nào đây? Cô sẽ làm ví dụ cho nhá. Mỗi bạn hai lần. Ví dụ Minh Phương, lần đầu tiên Minh Phương nói là here, share my crayons. Đúng không? Đây, dùng chung cái bút màu với tôi đi, crayon, đúng không? Dùng chung bút màu với tôi đi, đúng không? Đấy, thì lần hai con sẽ phải đổi thành một cái thứ khác, ví dụ là pencil chẳng hạn, hoặc là pens, hoặc là table. Table. Here, share my table lại cho cô nào. Here, share my table. Thank you. You are welcome. Here. You're welcome. No, you're welcome. Okay, nào tiếp tục Như Quỳnh nào. Here, am I table. Thank you. You're welcome. Rồi tiếp tục Như Quỳnh lần 2. Đừng có lặp lại từ của bạn nhá. Here, am I pencil. Nào lại cho cô đi. Here, share my pencil. Here, share my pencil. Rồi. Minh Phương nào? Thank you. You're welcome. You're welcome. Cả Minh Phương, cả Quỳnh sửa lại cho cô nhá. You're welcome. You're welcome. Okay, that's right. Rồi, đấy. Được chưa? Cái phần này các bạn nhớ chưa? Rồi, cái này share my desk là cái bàn này, đúng không? Cái bàn cũng bằng cái table đấy. Desk cũng bằng table ha. You're welcome. Thank you. Okay. Rồi. So today we are going to learn lesson 2 about math, okay? And before
started this lesson. Trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái lesson 2 này thì cô sẽ cho các bạn xem một cái video, ok? Xem một cái video nhá. Một cái video không chị cô xem nào. Cô thấy cái video này nó khá dễ và các bạn sẽ cố gắng làm sao để nghe được cái nội dung của nó nhá. Từ trước đến giờ chúng ta học được rất là nhiều thứ rồi, cho nên bây giờ các bạn sẽ cố gắng nghe cho được những cái mà người ta nói trong video ha. Rồi bây giờ cô sẽ share lại cái video cho các bạn nào. Thật sự là phải các bạn phải thật sự tập trung vào cái video này nhá. Nghe là mình hiểu được bao nhiêu phần trăm nhá. Ok. Rồi. Let's get started. What's this in English? It's a computer. Sorry, speak more slowly, please. A computer. Can you spell it, please? C O M P U T E R. Thank you. My English homework. Okay, let's check it. What's this in English? That's easy. It's a CD player. Good. And this? It's a cupboard. Great. Can you spell it? Yes, I can. C U P B O A R D. Well done. Let's do some more. Ok. Đó. Chỉ có một đoạn rất là ngắn thôi. Thế thì bạn nào nghe hiểu được nào? Bạn nào nghe hiểu được không? Ở đầu có một cái câu mà cô hay hỏi các bạn đấy. Có bạn nào biết nào? Giờ như này nhá. Ok. Như này, các bạn có nghe cái câu đầu tiên mà em của bạn này chạy ra hỏi là câu gì không? Có nhớ không? Em của bạn đấy cầm một cái gì nhỉ? Cầm một cái hình ảnh của cái gì đấy? Máy tính đúng không? Đó, thế thì hỏi câu gì? Em bạn đấy hỏi câu gì? What is in English? Đúng không? Cái này trong tiếng Anh đọc là như thế nào? What is in English? What is in English? Đó, cái này trong tiếng Anh đọc là như thế nào hả chị? Thì chị bạn đấy bảo là gì? This computer. Đấy, xong bạn đấy mới hỏi là gì đấy? Can you speak slowly? Có nghĩa là chị có thể nói chậm lại được không? Xong chị bạn ấy trả lời như thế nào đây? This is a computer. Computer. Một chiếc máy tính. Ok. Rồi. Xong đấy bạn ấy chạy ra cầm một cái quyển sách và nói như thế nào? Cầm một cuốn vở và nói như thế nào? Okay. How do you spell it?
How do you spell it? Đúng không? Đó, xong chị bạn đấy đánh vần là như thế nào? Bạn nào đánh vần được cái từ computer nào? Who can? Who can spell the computer word? Who can? C-O-M-P-U-T-E-R. Đúng không? Computer. Bạn nào viết được chữ đấy viết vào trong chat cho cô xem nào. Có bạn nào viết được computer không? Không à? Không biết viết computer hả? Rồi bây giờ cô đánh vần cho các bạn, đánh vần cho các bạn thử viết vào chat cô xem nhá. Tất cả các bạn này, tất cả các bạn, cô đánh vần cho. Rồi các bạn viết vào chat nhá. Phương Mai không biết được đúng không? Không biết được vào chat đúng không? Cái chat con có vấn đề đúng không? À thế thì giờ các bạn nào viết được viết vào cho cô này. Cô bắt đầu đánh vần nhá. C O M P U T E R. Bạn nào được rồi, cô xem nào. À, Diệu Hương lại computer hả? Con sai đúng một ký tự. Con sai đúng một ký tự, duy nhất một ký tự. Đó, cô vừa mới nhắn cho các bạn đấy, computer, đó, chính xác, Đình Bách đúng, Minh Phương đúng. Diệu Hương nhanh nhất nhưng con chỉ sai một ký tự thôi, chắc là nhấn nhầm đúng không? Rồi. Gia Huy ơi, đang làm gì đấy? Sao không thấy nhá Huy? Gia Huy nhắn vào. Rồi, Phương Mai chính xác, hôm nay soạn được rồi hả? Ok, nào bây giờ các bạn sẽ quay lại với bài học cho cô nhá. So today we are learning about math. What is math? Who know? Who know this one? Who know this one? Who know this word? Math. What does this mean? The word math. What does this mean, guys? Ừ, Minh Phương có biết math có nghĩa là gì không, Minh Phương? Math có nghĩa là gì nhỉ? Bạn nào biết math có nghĩa là gì? Các bạn? Đình Bách, please. Môn toán cô. Môn toán là math, môn toán ạ. Ôi, sao không cô không nghe được cái mic của Bách nhỉ? Bách ơi, nói to cô nghe nào. Môn toán ạ. Sao cái mic của con bị kẹt kẹt vậy ta? Đâu, con nghe bạn Đinh Bách nói cô. Ừ, math là toán nha các bạn. Math là toán. Rồi, các bạn đọc cho cô cái này. Math. Math. Có cái âm cuối này, cô đã bày đọc một lần rồi này. Math. Math. Ok, math. Alright. Rồi. Bây giờ, hôm nay chúng ta sẽ học về những phép toán. Ok. Now, activity 1, listen, point, and repeat. Listen, point, and repeat. À, các bạn ngồi yên và học cho cô đi nha. Đừng có làm việc riêng, cô xin đấy. Ngồi không nghiêm túc gì hết. Quay lại và vòng tay lên bàn học thôi. Gia Huy đang làm việc riêng đúng không ạ? Gia Huy. Nãy giờ ngồi cười hơi nhiều đó nha. Đang làm gì? Hả? Gia Huy nãy giờ làm gì đấy? Rồi bây giờ các bạn nghe này. Listening 54. Listen and point. Plus. Equals.
addition problem. Equals. Addition problem. Plus. Listen and repeat. Plus. Equals. Addition problem. Listening 55. Okay. Nghe chưa các bạn, nghe chưa? Nghe rõ chưa? Okay, so before I repeat it, I want to call you guys to read on these words for me. Okay, can you? I will call Zahui. Zahui, how do you spell on these words? Sorry, how do you read on these words? Đọc cho cô tất cả những từ mới ngày hôm nay. Zahui, turn your camera on and unmute your mic and answer my question. Zahui, okay, I will remove you from the meeting, Zahui. Okay, so Diệu Hương, can you read on this word, on this new word? Nope. Okay, Zahui, can you read on this new word? Okay, so Minh Phương. Okay, Minh Phương gonna be the first. Very good. Plus. This one? Plus. This one? Equal. This one? Okay. The last word, how do you read it? The last one? Yeah. Okay, so I will, okay, thank you so much. Đấy, cô gọi ba bạn thì chỉ có Minh Phương là hiểu cái câu hỏi của cô, đó là đọc những cái từ mới này, okay? Và bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe từng từ nhá, hướng dẫn các bạn nghe từng từ nhá. Okay. Now, listen carefully. Nghe nhá. Plus. 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 Okay. Who can repeat? Who can repeat it? Who can repeat? Raise your hand if you want to repeat it. Okay, Minh Phương, let's get started. Plus. Yes, plus. 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 Mm-hmm. Yes, thank you. Okay, thank you so much. Như Quỳnh, can you? Black. Now, repeat after me. Plus. Plus. Yes, plus. Plus. Okay, that's right. Okay, thank you. Zahui. Repeat it. Yes. Repeat the word. Plus. Mm-hmm. Plus. 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 Okay, plus. Thank you. Đình Bách, please. Đình Bách, please. Plus. Mm-hmm. Plus. Okay, Diệu Hương. Yes, plus. Mm-hmm. Okay. Thank you. Vậy nhá, chúng ta biết đầu tiên đó là dấu cộng trong toán học đúng không? Dấu cộng trong toán học là plus. Rồi, okay. Nhớ nhá. Plus, dấu cộng trong toán học là plus. Okay, lát nữa cô hỏi bài cũ đấy. Okay. Nào, vậy thì dấu bằng, chúng ta sẽ đến với dấu bằng nhá. Dấu bằng sẽ đọc như thế nào này? Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe. Nghe nha. Equal. 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 Đó. Equals. 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 Ok. Equals. Thử nhá. Ok. Gia Huy. How do you read it? How do you speak this word? Equals. 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 Okay, Minh Phương, please. Equal, equal. Now, again, equals. Equal, equal. Equals. Equal. Okay, là so close, gần đúng rồi. Okay, Diệu Hương, please. Yes, equals. Okay, very good. Đình Bách, please. Equal. Okay, that's right. That's great. Phương Mai, please.
Equals. Now again, equals. Equals. Okay, Như Quỳnh please. Equals. Okay, that's right. Okay, very good. Now, vậy thì dấu bằng là equals. Okay, được chưa? Dấu cộng là plus. Dấu bằng là equals. Tiếp tục. À, các bạn thấy cái gì đây? Các bạn gọi cái đây là gì? Các bạn gọi cái này là gì? Rồi, Diệu Hương nào? Phép cốc. Cái gì? Con nói to lên, speak louder. Con đọc là phép cộng. À, phép cộng, đúng không? Phép cộng, very good, phép cộng ha. Vậy thì phép cộng chúng ta đọc là gì? Bây giờ cô cho các bạn nghe. Chúng ta đọc thế nào nhá. Rồi. Nào, chúng ta nghe này. Addition problem. Đọc như thế nào nhỉ? Addition problem. Nào, cô hướng dẫn. Addition problem. Addition problem. Bạn nào đọc được từ này rồi? Who can read this word? Okay, Diệu Hương, that's right. Diệu Hương, please. Addition problem. No, problem. 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 Đọc bình thường thôi nha. Okay. Quỳnh ơi, con ngồi yên, con học đi. Sao cứ nhảy nhót thế? Nào, Như Quỳnh thử đọc cái từ đấy cho cô nào. Addition problem. lại nhá. Đọc theo cô nhá. Addition. Addition. Speak louder, nói to lên. Addition. Problem. 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 Problem nhá, ok. Rồi, Minh Phương please. Phép cộng là gì? Addition problem. Addition problem. Lại nhá, lại từng từ nhá. Bây giờ chúng mình lại từng từ nhá. Này, các bạn sẽ chia thành hai từ cho cô. Rồi, cô sẽ hướng dẫn con từ từ nào. Addition. Addition. Problem. 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 Ok, lại cả đôi luôn nhá. Addition problem. Addition problem. Đúng rồi, chính xác. Đọc đi đọc lại đi cho nó nhớ. Đọc đi đọc lại đi, tranh thủ. Con tắt mic đi, đọc đi đọc lại đi nha. Rồi, Đình Bách nào. Addition problem. Again, speak louder. Con đọc to lên. Addition problem. Addition problem. Addition problem. Đúng rồi, ok. Nào Phương Mai please. Addition problem. Addition problem. Addition problem. Lại nhá, từng từ nhá. Addition. Addition. Problem. 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 Now, addition problem. Addition problem. Chúng ta sẽ luyện cái từ phía sau này. Con để ý cái từ problem. 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 Này, cái âm p này nhá. Âm p này con bật ra cho cô. Con bật này, bật nhá. P. Không phải bật p mà là. Rồi, prop. Prop. Cái này là prop nha con, bờ chữ bờ mà, prop. Prop. Đúng, problem. 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 Problem.
Lầm. Lầm. Lầm trong lỗi lầm đấy. Problem. Problem. Đúng rồi. Addition problem. Addition problem. Ừ, problem. 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 Prop. Prop. Problem. Problem. Uh-huh. Problem. Ok. Cố gắng đọc thật nhiều cho cô nhá. Gia Huy. Tại sao Gia Huy tắt cam? Giờ bạn nào tắt cam cô cho ra khỏi phòng luôn. Gia Huy đọc cái từ đấy cho cô. Problem. Again, speak louder. Problem. Addition problem, chính xác. Rồi, thế thì bây giờ các bạn này, hôm nay chúng ta học được 3 từ mới. Thứ nhất, plus là dấu cộng, plus là cộng nhá. Equals bằng. Rồi, cái này là phép cộng đúng không? Phép tính cộng ha. Addition problem. Addition problem. Addition problem. 1 plus 2 equals 3. This is an addition problem. Mm-hmm. 1 plus 2 equals 3. This is an addition problem. This is an addition problem. Okay? Rồi. Bạn nào nói được như cô không? Bạn nào nói được như cô ở cái picture screen này không? Nhá, cô thử làm mẫu cho các bạn xem này. 1 plus 2 equals 3. This is an addition problem. This is an addition problem. Ok, bạn nào nói được như thế không? À, Diệu Hương nào. Diệu Hương thử cô nào. Nói to lên cho các bạn nghe ha. 1 plus 2 equals equals 3 addition problem. Yes, that's right. Đúng rồi. Minh Phương nào. 1 plus 2 No. 1 plus, con nhìn vào cái từ đầu tiên này, dấu cộng là gì đây? Plus. 1 plus 2. Con nói từ từ nhỉ? 1 plus 2. Lại nhá, cô bày nhá, nói từ từ theo cô nhá. Ok, nói từ từ theo cô cho nó ngầu này. 1 plus 2 equals 3. So this is. Rồi, thì this is. This is addition problem. Đúng rồi, this is addition problem. That's right. Okay. Gia Huy thử nào, Gia Huy ơi. Gia Huy thử đi, thử làm giống cô xem nào. 1 plus 2 equals 3. This is addition problems. 1 plus 2 equals 3 is a addition problem. Đúng rồi, this is an addition problem. Ok, Đình Bách nào, Đình Bách thử cô nào. Con hôn cô là 1 plus 2 equals 3 addition problem. Problem. Rồi, quá tốt rồi. Ok. Phương Mai được không? Phương Mai thử cô xem nào. 1 plus 2 equals A3 addition problem. Addition problem. Addition problem. Problem. Ừ, đúng rồi. Problem. Problem.
Rồi, ok. Con luyện đi luyện lại là kiểu gì cũng được chắc chắn luôn. Rồi, như Quỳnh nào. One balloon, two one plus two. One plus two. Không, cái này nó là plus, chứ không phải là plus đâu. Plus, plus. Plus. One plus two. Equals. Equal. Three. Addition. Addition. Problem. Problem. Ok, đúng rồi, addition problem. Rồi, các bạn cứ luyện thật nhiều cho cô là kiểu gì cũng được hết. Ok, so activity 2 is listen, point and repeat. Listen, point and repeat. So who can tell me the addition problem in this picture? Addition problem in this picture. Who can tell me? Who can tell me addition problem in this picture? Who can? Okay, Minh Phương, you raise your hand first. Okay, tell me. 5 plus 3 equals 8. Very good. It's exactly. But I want you to practice your pronunciation again. Okay, can you repeat after me, Minh Phương? Can you repeat after me? 5 plus 3 equals 8. Okay, that's right. Thank you. Diệu Hương, can you repeat again the addition problem? Yes. Okay. 5 plus 3 equals 8. Okay. Yes, very good. 5 plus 3 equals 8. Okay. Đình Bác, can you repeat again the addition problem? Con cô 5 plus 3 equals 8. Okay, that's right. Very good. Gia Huy, can you repeat the addition problem in this picture? 5 plus 3 equals 8. Okay, that's right. Như Quỳnh, please. 5 plus 3 equals 8. Yes, 8. Okay. Phương Mai, can you? 5 plus 3 equals 8. Yeah, Huy ơi, bạn tắt mic. Phương Mai, now again, 5 plus 3 equals 8. Okay. Đấy. Rồi các bạn cứ siêng luyện cho cô cái phần này là kiểu gì các bạn cũng nói tốt thôi, không sao hết nhá. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe này. Cô sẽ show, I will show you something here. Addition problems. 5 plus 3 equals 8. Okay, that's all, right? That's all. Okay. Okay, so now I will show you one thing. Okay, so can you tell me? Okay, I will circle this area.
Okay, I will circle this area. So, who can? Phương Mai, Phương Mai. How many car are there in this circle? How many car in this circle? In this area? How many car here? Five. Again, five car, right? Again, five car. Five car. Okay, now, so Đình Bách ơi. How many car, how many car in this area? Three car. Three car. So five car plus three car equals Như Quỳnh. Như Quỳnh, how many car here? How many car here? Eight. What? How many car in this area? Eight what? Eight car. Again. Eight car. Eight car. Okay, các bạn phải trả lời đầu đuôi nhá. Phải có là 8 cái thứ gì đúng không? Eight car. Okay. So, Minh Phương, can you repeat again the addition problem? The last one, addition problem. Five. This one. Plus. Rồi, con đọc đi cái addition problem ở trong bức tranh này là gì lúc nãy? Five plus three. Is called or s. Yes, 5 plus 3 equals 8. Okay, 5 plus 3 equals 8. Very easy, right? Very easy. Okay, rồi. Okay, so we are going to activity 3. Make some addition problems. Make some addition problems for your friend. Make some addition problems for your friend. Có nghĩa là gì? Các bạn sẽ tự tạo ra một số cái phép tính cộng cho bạn bè của mình nhá. Và bây giờ mỗi bạn sẽ có bây giờ cô sẽ bắt cặp cho các bạn và mỗi bạn sẽ đưa ra một cái phép tính cộng cho bạn mình nhá. Ok. Hay là hai phép tính, các bạn muốn mỗi người hai phép tính hay là một phép tính? Hai, con biết hai. Ừ, hai nhé. Thế thì ok. Các bạn sẽ đưa ra hai phép tính cho đối phương nha, cho các bạn mình nha. Ok, rồi Diệu Hương giơ tay đầu tiên. Bạn nào sẽ trả lời những câu hỏi của Diệu Hương đưa ra? Ok, Minh Phương nha. Okay, all right. So, Diệu Hương, yes. You're gonna be the first. And you ask Minh Phương for addition problem. Ok, let's get started. Two question, ok? Yes. Two addition problem. Four plus two is equal. Now, again, speak louder. I cannot hear you. Speak louder. Four. Four plus two is equal. No, it's not plus. It's plus. Four plus two. Okay. Diệu Hương mean now. Minh Phương, Diệu Hương mean four. Four, not four. Diệu Hương, okay? Not four. It's four. 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 Không, không phải. Con đừng có đọc luyến quá. Con cứ đọc four cho cô là được. Four. Four. Mm-hmm. Four plus two. Diệu Minh Phương nha. Four plus two equals is equal. And bao nhiêu? Six. Six equals six. Đúng không? Four plus two equals six. Okay. Yes. Now Diệu Hương, the second, lần thứ hai nào. Three is equal.
Okay, 3 plus 3 equals? 6. Mm-hmm. 3 plus 3 equals 6. That's right, okay. So Minh Phương, now your turn. You ask Diệu Hương for two addition problem. Con đố hả cô? Mm-hmm. Your turn, đến lượt con đó. 10 plus 7 is equal. 10 plus 7? 17. Mm, 17, yes. That's right. Okay, ooh. The next one, một lần nữa nào. 5 plus 5. 5 plus 5. 10. Equal 10. Yes. Okay, that's right. Ooh. Thank you, guys. Okay, thank you. Nào, hai bạn tiếp theo, Gia Huy, con mà tắt cam lần nữa, cô cho con ra khỏi lớp này. Đó, sao lại tắt cam nhỉ? Rồi, Gia Huy, bây giờ Gia Huy thách đấu với ai? Thách đấu với Đình Bách không? Gia Huy. Đình Bách nha. À, Diệu Hương à, ok, Diệu Hương kìa. Bạn thách đấu con, bạn thách đấu Diệu Hương. Ok, thế thì Gia Huy đưa ra câu hỏi trước nào. Twenty plus eleven. Trời ơi, cái gì cơ? 18 plus 11 hả? 27. 27. Okay, 27. Okay, lần hai nào, Gia Huy, lần hai nào. Nói to lên. 11 plus 5. 11 plus 10. Cái gì ta? Gia Huy nói nhanh nào. 5 plus 11. 11 plus 11. À, 11 plus 11. equals. Con ra 34 nhưng mà con không biết thẳng từng Anh. Bao nhiêu? 11 cộng với 11 cơ mà. 34 hả? À không. 22. 22. Các bạn, để cô đi lấy cái pin, cái dây sạc đấy nha các bạn ấy đi. Các bạn đố nhau trả lời này đi. Để cô đưa lấy dây sạc. Mà đố trong phòng bi thôi, đừng có đố ngoài. Mà ai đố? Đọc lại phép tính đi. Có 22 nhiều quần rồi. Không phải, không có 22 nhiều quần. 11 plus 11. Là bằng bao nhiêu? 11 cộng 11 bằng bao nhiêu? 22. 22. Đúng rồi, 22. Dạ, nãy giờ có người ra đáp án luôn mà không chịu. Cô muốn đố tiếp. Ừ, một đố tiếp là lát nữa cô sẽ cho con thách đấu với bạn khác. Bây giờ để Diệu Hương thách đấu lại Gia Huy nào. Diệu Hương ơi, đố lại Gia Huy cô xem nào. Yes. 24 plus 24 is equal. Số gì khó thế? 24 plus 24 equals? Con ra là 48. Nhưng mà con yes. 48.
48 không biết đọc, không biết đọc hả? Các bạn ơi, chỉ đố trong phạm vi từ 1 đến 30, 1 đến 20 gì đấy thôi nhá. 48 là gì? 48. Rồi, lần 2 nào, Diệu Hương ơi, lần 2 nào. Eighteen plus eighteen. Again. 18 plus 18. Ah, Zahui, 18 plus 18. Equals 40. Đâu, làm gì đến năm mấy? Các bạn đố cái số gì dễ hơn đi nhá, từ 1 đến 30 thôi nhá. 40 rồi đó, con tính xong là con thấy cái số 40 trong đó rồi đó. Đâu, 18 plus 18 bằng bao nhiêu? Và cái bạn đố là phải biết đáp án đấy nhá. Cái bạn đố mà không biết đáp án là cái bạn đố thua đấy nhá. Diệu Hương kìa, Gia Huy chịu chưa để Diệu Hương nói đáp án kìa. Ồ, cho con Gia Huy bảy lên đất đi cô. Cô, 36, 36 đi cô. 36, 36 là gì? Dạ, đó rồi, đọc đi. 36 là 36, 36. Yes, ok. Rồi ok, thế thì các bạn chú ý này sẽ đố trong vòng từ 1 đến 30 thôi. Bây giờ Minh Phương và Đình Bách thách đấu nhau nào. Minh Phương sẽ đố Đình Bách trước. Ten earth nine. No. Sao lại đọc earth là cái gì? Plus. Ten plus. Ok rồi. Nine. Ten plus nine. Equals. Ten plus nine equals 19. Yes. 19. Yes. Very good. Okay. Lần hai nào, Minh Phương. Ten. Plus. 10 plus 5 bao nhiêu nhỉ? Minh Phương đố bao nhiêu đấy? 15. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Ok, nào bây giờ Đình Bách sẽ thách đấu ngược lại. Minh Phương nào. 2 plus 5. I'm 7. 7 plus 2 equals. I'm 9. 9. Ok. Đúng chưa? Được chưa? Ok, rồi. Yeah. Hai bạn tiếp theo nine. Đó là Phương Mai. Phương Mai và Như Quỳnh. Phương Mai sẽ thách đố trước nào. 3 plus 3. Nào con. 3 plus. Plus. Không phải là plus. Plus. 3 plus 3 English equal. Như Quỳnh ơi, 3 plus 3 equals 6. Bằng mấy vậy Quỳnh ơi? 6. À 6, đúng chưa? Rồi. Ok, lần 2 nào. 16 plus 4 equals
3 plus 4, right? Đúng không, Phương Mai? Thích cơ. Con đọc lại phép tính, đọc lại phép tính cho to lên cho cô nghe nè. Three plus four equal. Sao cô không nghe rõ cái phép tính con đọc nhỉ? Con đọc lại đi, đọc thật to cho cô, đọc thật là trôi chảy đi, đừng nhìn lên trời nữa nào. Three plus four equal. Mm. 3 plus 4 equals. Rồi, Như Quỳnh ơi. 7. 3 plus 4. 7. 7, okay. All right. Rồi, yes. Nào Như Quỳnh sẽ hỏi lại Mai, Phương Mai nào. Five. Five. Plus. Five plus. Four. Con lấy đại một số nào đấy đi, đừng đừng có ngắc ngứ như thế nào, đọc một cái phép tính cho nó trôi chảy không nghe nào. Five plus four. Ê, này. Đúng chưa? Đúng chưa Quỳnh ơi? Đúng rồi, cô. Ok, lần 2 nào, lần 2. Lần 2 là eight. Ơi, đọc to lên nào. Ê. Như Quỳnh ơi, con đâu rồi, đọc to cái phép tính lên cô nghe nào, cô có nghe được cái gì đâu, bạn cũng có nghe được đâu. Ê. Rồi cậu là gì cậu? Con đọc phép tính đi, bây giờ là lần 2 mà, mỗi bạn 2 phép tính cơ mà, sao không thể đọc? Đố cậu là gì cô? Cô ơi, cô bạn hỏi là giống cậu đọc tiếng Anh là gì? Đọc tiếng Anh là gì á? Cái gì đọc tiếng Anh là gì? Dấu cộng á hả? Dấu cộng, vâng. Dấu cộng là plus, plus, plus. Cô không nghe rõ được cái mic con là sao nhỉ? 5 plus 3 8. Đúng chưa? Yes. Rồi chứ gì? Rồi sao cô không nghe được cái mic Như Quỳnh nói cái gì cả? Rồi ngày hôm nay cái bài này là đến đây là xong rồi. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho các bạn làm trong sách workbook. Làm trong sách workbook để gì nhỉ, chúng ta luyện từ đầu đến, không phải từ đầu mà từ những cái bài bài số mấy nhỉ, bài số mấy mà chúng ta chưa được luyện nhỉ, cô coi nhá. Yeah.
Ok, các bạn đợi cô tí nhé, cái máy cô đang nó đang không chạy được. Ok, rồi được rồi, để cô xem màn hình nào. Rồi ok, hôm bữa là chúng ta đã ok. Ok, cái bài tập từ cái phần này chúng ta sẽ luyện tập từ từ lesson 1 ha, lesson 1. Ok. Rồi. Đầu tiên nhá, về cái bài này các bạn xem qua cho cô, sau đấy cô gọi nhá các bạn. Xem qua cho cô nhá. Mình sẽ nối những cái này vào đâu, tên của những cái đồ vật này là gì. Xem qua cho cô trong vòng 1 phút, sau đấy cô gọi bất kỳ nhá. Ok. Gia Huy đi đâu nãy giờ không thấy. Gia Huy ơi, quay lại chỗ ngồi đi. Rồi, xem cái bài này cho cô. Đúng một phút sau cô sẽ gọi các bạn đọc tên những đồ vật các bạn thấy được ở trên màn hình. Ok, rồi bây giờ nào, bây giờ cô gọi Như Quỳnh. Như Quỳnh làm cho cô 1 và 2, đọc tên 1 và 2 nào. Rest. Đọc to nhá. Đầu tiên, picture 1, what is this? Diesel. What is this? Diesel. Đọc to lên nào, sao không nghe gì nhở? Diesel. T-shirt. Rồi, t-shirt. Now, picture 2. Picture 2. Sock. Pants. Pants. Okay, now, thank you. Picture 3 and 4. Phương Mai, 3 and 4. Sao lâu thế con? Không nhớ hả? Rồi học học hôm trước mà bây giờ đã quên rồi. 3 and 4. Picture 3 is? Con chị làm sao con? À, cái này. Picture 2 là short nha. Shorts. Shorts, đúng không? Còn cái picture 3 này là mới là pants này. Cô nhầm, cô xin lỗi các bạn. Cái picture 3 là pants ha. Pants. Được chưa? Vậy cái thứ tư là gì Phương Mai nhỉ? Cái thứ tư là gì đấy? Tư là shirt.
Cái thứ tư là shoes, đúng rồi. Cái thứ tư là shoes. Rồi. Cô xem shoes, đúng rồi. Nào, picture 5 and 6. Minh Phương, 5 and 6. 5 red. Is five red. Is yes. Red. Mm, and 6 is short. Six is socks. 6 is sock. Socks. Socks. Okay, socks. Okay. Rồi. All right, now lesson to grandma and songs. Rồi các bạn thấy này, hôm bữa cô bày như thế nào? Cô bày như thế nào? Chúng ta điền her khi là gì đấy? Cái thứ đấy là của cô gái hay là của gì nhỉ? Của những đối tượng là gì đấy? Cô gái, các cô gái đúng không? Là dùng her. Còn của các cậu bé thì dùng his nhá. Của anh ấy, ông ấy là dùng his. Ok, vậy thì picture Diệu Hương làm nhanh cho cô cả ba câu này nào. Yes, are these her socks? Are rồi. These his shoes? Are these his pants? Pants, ok, đúng rồi, chính xác. Rồi, activity 2, circle the correct answer. Circle the correct answer. Ok. Người ta cho một cái ví dụ là are these his shoes? Đúng rồi. Yes, they are. Khoanh vào cái này. Ok. Rồi, bạn nào làm nhanh cho cô được cái bài này không? Ai làm nhanh được cho cô cái bài này không nào? Con ạ. Ok, Đình Bách nào. Đình Bách làm nhanh cho cô nào. Con hơn cô là are these his socks? Her socks. Her socks. Rồi, con chọn đáp án nào, con nói đi. Yes, they are. No, they aren't. Bởi vì con nhìn đây này, con nhìn mặt của cái chị này không vui vẻ gì hết. Thì con sẽ chọn no, they aren't. Có nghĩa là không phải, đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Are they his shock? Tiếp tục yes, đi nào. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Ok, được rồi. Tiếp tục, cái bài này chúng ta sẽ trace and write the letter T and U, ok? Có bạn nào nhớ không? Đây, chúng ta có look at the turtle, chúng ta điền T. Vậy thì câu thứ hai. Rồi, bạn nào hoàn thành bài này nhanh nhanh cho cô nào? Con... Rồi, Phương Mai nào, hoàn thành bài này cho cô đi. Look at the turtle. It has a tail. Towel, yes. Okay, next one. Look at, the next one. Look at the umbrella. Nào, cái này, umbrella. Thì cái này đọc là như thế nào đây nhỉ? Nhớ được không? Yes, look at the umbrella. The umbrella. Tiếp tục đi. It goes up. Yes. Up, up, up. Yes, okay, up, up. It's good, up, up, up. Okay. Cái này là listen and circle. Bây giờ cô không có cái phải nghe đây. Lát để cô tìm chứ cô làm bắt đầu. Okay, lesson 4. Lesson 4 này chúng ta đã học về cái gì đây? 15 and 16 ha. 15 and 16. Rồi. Bạn nào làm nhanh cho cô đi đọc cái từ tiếng Anh và nói từ tiếng Việt. Làm nhanh cho cô cái phần này. Minh Phương nào, Minh Phương nhanh nào. Minh Phương làm nhanh cho cô cái bài này đi. Bài số này. Look and write the number. Ok, 10 là 10 này. Rồi 14 là mấy con? 14. Số 14 cô. Rồi, tiếp tục. Con đọc số, con đọc bằng tiếng Anh đi. Sau đấy con nói tiếng Việt cho cô đọc nhanh rồi. 15. Rồi, là gì? Con đọc nhanh đi, đọc tiếng Anh, sau đấy đọc tiếng Việt liền cho cô nào. Thớt tin là bao nhiêu đấy, Minh Phương? Ô, thớt tin không biết là bao nhiêu hả con? Là số 13 cô. Đúng rồi, số 13, đọc nhanh lên, đọc lớn lên cho cô rồi. Tiếp tục đi, số tiếp theo nào. Số 12. 12. Trời. Là số mấy? Số 12.
Tiếp tục. Số 9. Số 9. Ừ. Số 15. Số 15. Okay, the next one. 16. Số 16. 11. Số 11. Ok, đúng rồi. Con phải học nhiều về cái số đi nhá, có vẻ chưa thuộc hẳn đâu. Rồi. Ok, lesson 5, sounds and letter. Trace V, vase, đúng không? Cái bình, cái lọ hoa là vase, nhớ không? Các bạn khác có nhớ không? Cái lọ hoa là vase nhá, đừng có quên, học trước quên xong được. Ok, nào. Rồi, bạn nào làm nhanh cái bài này cho cô Như Quỳnh, làm được bài này không, làm nhanh cho cô đi Như Quỳnh. Con làm được bài này không? Bài này dễ mà. Con có làm được không? Con trả lời nhanh cho cô nào để bạn khác cũng hỗ trợ nào. Con không. Đấy, học trước quên sau đấy, không làm được. Rồi, Gia Huy làm nhanh cho cô cái bài này, Gia Huy ơi. Yes. I'm Victor. I have a violin. 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 Vicky. I have a vase. Ok, đúng rồi. Như Quỳnh đọc lại cho cô. I'm Vicky. I'm Victor. I'm Victor. Đúng rồi. I have. I have a... I have a violin. Violin. Tiếp tục nào. I'm Vicky. I have a vase. I am Vicky. I have a vase. I am Vicky. I have a vase. Sao con lại học trước kênh sau thế? Các bạn khác đều nhớ bài mà sao mình lại quên, mình lại không nhớ bài? Hả? Là do mình không học hay là sao? Hả? Chỉ có mỗi Quỳnh là không nhớ bài thôi chứ các bạn khác đều nhớ bài mà. Con về xem lại tất cả cho cô nhá. Ok. Rồi bây giờ nối cái âm vi này vào những cái từ có vi nào. Bạn nào làm nhanh được? Đình Bách nào, Đình Bách làm cho cô bài này được không? Yes. Ok. Violin. Violin. Rồi gì violin nữa? Violin. Rồi, hết chưa? Yes. Ok, hết rồi. Chỉ có violin và vase thôi nhá. Còn cái này, các cái còn lại bạn Bách có biết phát âm đọc mấy cái từ đấy không? Những cái còn lại con có biết không? Yes. Ừ, nói cho cô nghe. Cái này là gì? Umbrella. 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 Tower. Turtle. Rồi, tốt. Done. Lesson 6, tree and write. Cái này là cái này lúc nãy các bạn đã vừa mới nói ha. Ok, cái này là listen and search của hôm sau. Cô cho các bạn nghe một thể. Review, warn, look and write. Ok, cô xem. Rồi, ok. Bài này nhờ một bạn làm nhanh cho cô đi Diệu Hương. Diệu Hương ơi, làm nhanh cho cô bài này được không? Điền những cái từ này vào cái chỗ trống này. Đầu tiên, this is my... Yes, this is my sister. Ok, number two. She thirsty. She thirsty. Number three. He sad. He sad. Number four. All this her suck. Her socks. Sock. Her socks. Socks. Đúng rồi, đôi tất là socks. Được chưa? Socks. Say the sentences again using the words below. Okay, có nghĩa là gì đây? This is my mom, this is my grandpa. Okay, cái này các bạn tự luyện ha. Rồi,
Bài này circle the words with the same beginning sounds. Có nghĩa là khoanh tròn hai từ. Khoanh tròn hai từ bắt đầu bằng hai cái âm giống nhau. Đúng không? Người ta đã làm mẫu cho sofa và socks là có âm S ở đầu. Đúng không? Ok, vậy Gia Huy làm nhanh cho cô câu 3, 2, 3, 4. Gia Huy làm nhanh 2, 3, 4 nào. Đọc cả 4 từ sau đấy mới chọn nhá. Câu 2 nào. A violin, orange, umbrella. Vậy con chọn gì? Người ta yêu cầu là chọn hai từ mà có cái chữ đầu tiên giống nhau. Up, umbrella. Up, up và umbrella. Đúng rồi, up và umbrella. Rồi câu 3 luôn, Gia Huy nào. Place, panda, pen. Con phải đọc cả 4 từ sau đấy con mới chọn. Place. Đọc. Ừ, ok. Place, panda, pen. Turtle. So which word you choose? You choose which word? Panda, pen. Panda and pen. Okay, number 4. Gia Huy, number 4. Queen. North. River, rainbow. Okay, so you choose? River, rainbow. And? Yes, and rainbow, okay? Rồi, cái bài này không biết các bạn có nhớ nữa không này? Đấy, tên của từng cái nhân vật trong bức tranh này. Có bạn nào nhớ không? Đầu tiên đi. Bạn nào nhớ tên của từng nhân vật trong bức tranh này? Okay, Đình Bách nào. Con rùa là turtle. Rùa là turtle rồi. Bức tranh 1 con có nhớ không? Bức tranh là octopus. Yes, octopus, bạch tuộc. Tiếp tục nào. Cái này là gì đấy? Nữ hoàng là gì đấy? Nữ hoàng là queen. Đúng rồi, queen. Tiếp tục. Cái mũi là gì? Cái mũi là nâu. No. Rồi, ok. Gấu trúc. Gấu trúc là panda. Panda. Rồi, cái ô. Đó là umbrella. Rồi, umbrella, ok. Rồi, rồi đấy, ok. Rồi, chúng ta đã xong cái bài từ trước đến rồi nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đi sang unit 4. Ok, bây giờ cho các bạn nghỉ ngày mai. À, nhắc cái chuyện homework. Lúc nãy... như này nha, homework cô luôn chữa vào chủ nhật và các bạn, nhưng yêu cầu các bạn phải hoàn thành trước thứ bảy. Tất cả các bạn đều phải hoàn thành trước thứ bảy. Ok. Nhưng đến giờ vẫn có một số bạn chưa nạp bài tập về nhà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như này cô luôn muốn chữa trực tiếp cho các bạn ở trên lớp, bởi vì bạn này sẽ xem là bạn kia đọc bài kiểu gì. Để thứ nhất mình xem cái ưu điểm của bạn là như thế nào. Mình có thể dùng cái ưu điểm đó, mượn bạn cái ưu điểm đó để mình phát huy. Ok. Chứ cô không muốn là như nào nhiều phụ huynh là gửi bài riêng cho cô là yêu cầu cô phải chữa riêng như thế. Cô muốn là các bạn sẽ nghe cô chữa trực tiếp này và xem bài của một số những bạn khác. Để mà gì? Để mà mình xem là các bạn tốt ở đâu, yếu ở đâu. Mình sẽ phát huy những điểm tốt của mình và mượn bạn những cái điểm tốt của bạn để mà gì nhờ học tập, đúng không? Đó, chứ không phải là nếu mà cô chữa riêng thì các bạn khác cũng sẽ không, tức là cô muốn các con học tập lẫn nhau những cái điểm tốt của nhau, hiểu chưa? Rồi bây giờ thì cho các bạn nghỉ nhá, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại và cô sẽ chữa bài tập về nhà. Những bạn nào chưa hoàn thành xong thì nhớ phải hoàn thành xong cho cô, ok? Yeah. Ngày mai không có cô cho ra khỏi lớp nhá. Tạm biệt các bạn. Mời các bạn nghỉ. Yes. Okay, goodbye. Goodbye.